toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân vô cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp mê đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cậu đường trí đi vẹn toàn. Chúng con thành kính thanh thỉnh Thầy Kinh Đăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính cho biết đến Thầy. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ Sư Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng trong rung. Thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay mình bước qua bài mới ha, bước qua bài mới. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadame Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppadibbano Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma sambuddhamattulang sasatthammaganuttamang abhivadiyappasissang abhidhammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứ đừng trong phi diệu pháp. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Hôm nay chúng ta bước vào bài mới học về tập về nhân duyên. Ủa, cô Nhật Quỳnh này, cô trả nó tiêu rồi, là ai post bài cho ta? Có ai có bài không? Cô Dung có ha, ok. Cô Meta, hình như cô Meta có cái link của cái quyển mà phân tích duyên khởi, duyên hệ, đúng không cô Meta? Chúng ta có cái đó phải không? Có link đó không? Chúng ta có nghe không vậy? Alo. Ủa, chứ sao thấy cô post lên trên Facebook có mà. Cái gì nè, không biết cô có ai làm được gửi qua email dùm cái coi cái cuốn nói mới thằng gì đó phát biểu nó mới viết ra, nó mới dịch ra muốn coi lại coi sao. Thì cô nhờ con gái làm giùm nha, cái gì gửi qua email nha. Cô có email không? Có email chưa? Không biết nữa, cái cuốn mà gì đó phân tích duyên khởi theo duyên hệ. Cái này phải không? Cái chỗ này phải không? Bấm vô đây, phải không? Không phải cái này, không phải cái này. Họ thấy trên Facebook thôi à. Không phải cái này, Thắng Pháp Tập Luận phải. Cái kia cái cuốn mới dịch ra xong thì đó, tưởng cô ta có đó chứ. Pháp Điều nó mới dịch xong hết nguyên cuốn luôn, là cuốn mới mà nó muốn coi cái là sao. Có ai ngày nào có ai có nha, nhớ gửi giùm nha. Đây, cái này mới tin à. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vào buổi học ha. Giờ mời cô Nhung post bài và mời tất cả các bạn quan hỷ lên đọc ha. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin đọc bài. Bát Chá Gia Sằng Ga Quy Phà Gồ Toát Yếu Về Duyên Đoạn Một. Về sằng sằng kha tham ma năng, về tham ma bát chá gia gia tha, tăng quy phà ga mi hề đà ni bá quát kha mi gia tha ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Dạ, xin cô Nhung bốt lại, cái máy của tôi nó không có thấy được bài. Dạ, cảm ơn cô. Patit cha samup bà đa na dô bát thà na na dô cha tí bát chế gia sằng ga hồ đu quy thồ quê đi tập bồ tát tha tập phà quy phà hòa cà ra mát tô ba lạc khi tô ba tích cha sa múc bà đa na dô ba thà na na dô ba na a hát cha bát cha gia thi ti mà rập pha ba vút cha ti ô pha dằn na na vô mít xét tòa ba bành chèn ti a cha ri già. Đại cương những tương quan có hai phần, định luật phát sanh tùy thuộc và định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuông của một trạng thái tùy thuộc nơi trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Dạ vậy con đã đọc xong rồi. Dạ cũng. Dạ. Cảm ơn cô đã bút lại cái máy của Meta bữa nay. Nó. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ. Vậy đã xong hả cô? Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung đã bốt bài. Dạ, con kính cảm thầy, con nhường mic cho người khác. Ủa rồi đâu mất rồi. Con không thấy, để con xuống mic nữa. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ sư Trí Đức, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin đọc bài ạ. Cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu nghe rõ. Tát tha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya viññāna viññāna paccaya nāma rūpaṃ nāma rūpaṃ paccaya sa la ya ta nang sa la ya ta na pat cha ya fa so fa sa pat cha ya we da na pat cha ya tang ha pat cha ya upa da na pat cha ya fa go fa wa pat cha ya cha ti pat cha ya cha ra na ra na so ka pa ri de wa dukkha do ma na suppa paya sa sampa wanti
Ewa me tassa ke walassa dukkha kantassa samudayo. Hoti ayametta paticca sampadanayo. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh, phát sanh, lão, tử, sầu muộn, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con đã đọc bài, xong. Dạ, con kính tri ân thầy Kinh. Cảm ơn Kim Nhung đã post bài. Dạ, xin mời Minh Từ. Cảm ơn sư thầm bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí trước, con kính đảnh lễ thầy Kinh, và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn sư Smita đã cho mình từ biết là âm thanh rõ. Dạ, con, dạ, cảm ơn sư thầm Kim Nhung đã đưa bài học lên. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay. Chaya sangha sanghaha vi phago tốt yếu về duyên. Đoạn 1. Ye sang sanghata dhamma nang ye dhamma bacchaya yatha tang vi phaga mi he da mi bavakha mi yatha ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp đạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bất chắc cha sa mút bà đa na dồ, bất thà na na dồ cha ti bất cha ya sẵn ga hồ, đu vi thồ, quy tích tắp bồ, ta tha tắp phà, wa fa wi fa wa ra ramato balakito batik cha samuppadana yo patthana na yo bana a ha cha bak cha yak thi thi ma ra fa fa bavut chati u fa yang bana vo mis set pa ba ban chan ti ba bành chành tí a chá rí già. Đại cương những tương quan có hai phần: a, định luật phát sanh tùy thuộc, và b, định luật tùy duyên tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Sai xin mong thầy sửa lỗi giùm con. Dạ, cảm ơn sư Kim Nhung thật nhiều. Bây giờ xin mời bàn tay của vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bích Thầy. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài đoạn 2. Tattha avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññāṇaṃ
Quỳnh nhà na bách cha già na ma ru pham na ma ru pha bách cha già sa la cha ta nam sa la cha ta na bách cha già phát so phát sa bách cha già quê đa na bách cha già tăng hà bách cha già upa đa nam upa đa na bách cha già pha bồ pha hoa cha già cha ti phách cha già cha ra marana so ca pari đề wa dukha đồ ma nát su pa ya sa sam pha quan e wa me tát sa khe wa lát sa dukha khan tát sa samu da yo ho ti ti ayamet tháp patik cha sam mục thà đa na dụ định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sức danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta thán đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con đã đọc bài xong, con sai, con xin sư sửa cho con, thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và quý cô tư, quý bà, quý cô tư nữ và con kính chào thầy. Con xin phép được đọc bài tiếp. Paccaya Sangha Vipago tóc yếu về duyên động một ye sang sang khách tất tham ma năng ye tham ma paccaya yatha tăng vipagam mihe đà ni pavakami yatha ra hằng nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppadanayo patthanadanayo chati paccaya sanggaho duvitho vedittappo tattattappa vappa vipavaka rammatto palat Khô Phát Lắc Khi Tô Phát Thích Phát Thích Chát Sàm Mức Phà Đá Ná Dô Phát Thà Ná Ná Dô Phát Nà À Hát Chá Phát Chá Giác Thí Tí Mà Rắp Phá Phá Út Chá Tí Phát Dân Phá Ná Vô Mí Sê Tò Phát Bàn Chê Tí À Chá Rí Dà Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn trộn hai pháp này để giải thích. Dạ thưa con kính tri ân quý ngài và thầy và đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá.
Dạ con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lễ Thầy Kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính thưa cả lớp, Nguyên Như mới vừa mail cho lớp học cái cuốn sách mà thầy nói ạ. Nếu mà ai chưa có xin nhắn tin qua cho Nguyên Như sẽ email tiếp cho mọi người ạ. Dạ con xin đọc bài. Đoạn 2. Dạ chị có thể nhắn giùm em một lần nữa, của em nó trống trơn à chị. Sao thú? Chắc chị phải làm hai lần em mới coi được. Dạ dạ. Đoạn 2. Tattha avijja paccaya sankhara sankhara paccaya vinyana vinyana paccaya namarupam namarupa paccaya salayatana salayatana paccaya phasso sabaccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadana upadana paccaya phavo phava paccaya jati jati paccaya jara marana soka paride va dukkha do manasubaya sa sampha van ti e va me tasake va lasa dukkha khang tasa samudayo hoti ti ayametta paticca samuppadana yo. Dạ thưa chị, post giùm em một lần nữa chị. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc xong. Con xin tri ân chị Kim Nhung post bài. Con xin kính tri ân thầy Kinh và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, dạ, con kính đảnh lễ Thầy. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Chương 8. Paccaya Sanggaha Vipphago Toát yếu về duyên. Đoạn 1. Dê sằng sằng khá tắc thầm mà nàng dê thầm mà paccaya gia thà tằng quy phà ga mi hề đà ni ba quắc khà mi gia thà ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppadana yo battha nana yo catibbacca cha cha sằng ga hồ du vít thồ quề đi táp bồ tát tha táp phà qua phà quy phà hòa cà ra mát tổ ba lắc khi tổ ba tích cha sa mốc bà đa na dồ bác thà na na dồ ba na à hai cha ba cha gia thi ti mà rắp pha ba vô cha ti ốp Chati upha yang bana vo mitse toa pa pang chen ti acariya. Đại cương, những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này,
định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc bài xong. Con kính tri ân thầy Kinh. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Răng Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Đoạn 2. Tát Tha Vích Trà Bát Chá Gia San Kha Ra San Kha Ra Bát Chá Gia Vinh Nhà Năng Vinh nhà na bát cha ya na ma ru bang na ma ru pa bát cha ya sa la ya ta nang sa la ya ta na bát cha ya pha so pha sa bát cha ya về đa na bát cha ya tan hà bát cha ya u ba đa nang u ba đa na bát cha ya pha wo pha wa bát cha ya tra ti bát cha ya Chara maranaso kabari de wadukha do manasubaya sa samphawan ti e wa me ta sa ke wa la sa dukha khan tha sa samudayo ho ti ti ayamak tapatik cha samupadanayo. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn tà tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhung đã post bài. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng. Dạ con mời xin Hoàng Thanh ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính lễ thầy Kinh, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Paccaya sằng kha ha vi phà gồ toát yếu về duyên đoạn 1. Về sằng sành kha sành kha ta thầm mà nặng về thầm mà bát cha già chát tha tặng tặng quy phà ga bi hề đệ đà ni bát cha già chát tha tặng quy phà ga bi hề đà ni ba quát khả mi chát tha ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Patik cha sam mút pa da na jo patana na jo chati pa cha yan sang ka ho
quy thù quê đi tắp bồ tắp tha tắp phà qua phà quy phà và cam ra mát tổ ba lành khi tổ ba tích cha sầm mua bà đa na dồ ba tí thà na na dồ ba na à ha bách cha bách cha gia bách cha gia thi ti mà ra pha bách vô vô cha ti ô pha dạng ba na vô mi xếp tòa ba ba bành chê chèn tị chèn tị a cha ri gia đại cương những tương quan có hai phần: a định luật phát sanh tùy thuộc và b định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xung của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái ấy thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều khác. Các vị pháp sư pha trộn hai loại pháp này để giải thích. Trung Nguyễn ơi, mình xin bài. Con đã đọc xong ạ. Con kính tri ân sư và thầy. Con có sai thì con xin sư và thầy quý đạo hữu sửa cho con. Con xin xuống mic. Con mời bạn kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Di Đà. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào các vị. Hết không? Không còn ai đọc không? Còn ai đọc không? Chắc hết rồi. Rồi, không ai học được thôi ha. Là chúng ta vô bài học. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào bài học về thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên, tức là lý duyên khởi đó. Thì khi nói đến duyên đó quý vị, cái chữ duyên mà mình đã sống ngoài đời, mình nghe nói duyên, duyên là cái gì của duyên ha. Duyên số, rồi duyên phận, rồi duyên nợ, rồi nhân duyên vân vân. Nhiều thứ loại duyên, duyên tình, vợ chồng, duyên cha, duyên mẹ, duyên anh, duyên chị, duyên bạn bè, đủ thứ chuyện duyên ha. Đó là nói về cái chữ duyên trong cái phổ thông, trong cái cuộc đời mà bình thường của mình ha. Thì nói chứ người ta chưa hiểu duyên là gì, nhưng mà trong cái đời sống khi có cái gì mà
liên hệ với nhau thì ta kêu là duyên. Thì tôi trước khi vào học tôi đọc một vài câu thơ nói về duyên, câu kể nó về duyên cho quý vị nghe cho nó buồn. Nghe rõ không? Alo, 1, 2, 3. Rõ không? Ok. Rồi, nói về duyên ha. Kể về duyên nghe chơi. Cái duyên hay cái nợ nần, khi xa xa lắc, khi gần gần ghê. Là cái duyên hay cái nợ nần, khi xa xa lắc, khi gần gần ghê. Hoặc là duyên ta xe bởi ông trời, như trong kiếp trước một đời bên nhau. Bây giờ đã đến kiếp sau, duyên chưa vội thấm mà đau cõi lòng. Có duyên có phận cứ chờ, có duyên không phận đừng chờ nghe em. Anh cậu là ví von ha. Ngọc rơi xuống giếng ngọc trầm, thò tay vớt ngọc vớt nhầm duyên em. Nói về nhân duyên ha, về nhân duyên, về tình duyên. Có bài này nè: tình nào tình chẳng vương sầu, sao ta cứ mãi âu sầu khóc than. Có hợp thì sẽ có tan, cuộc đời nhân quả đã an định rồi, sao ta không cố tu bồi thân tâm tĩnh lặng, luân hồi đoạn giao. Cái bài thơ chót này rất hay ha. Tức là tình nào tình chẳng vương sầu, tình nào không có vương sầu, mà sao ta cứ mãi âu sầu khóc than. Có họp thì sẽ có tan, cuộc đời nhân quả đã an định rồi, sao ta không cố tu bồi thân tâm tĩnh lặng, luân hồi đoạn giao. Gửi tặng gì một số bài thơ cho nghe, thay đổi không khí chứ nào. Rồi, và mình vô học ha. Trong 12 nhân duyên này là chúng ta đi vào cái chi đầu tiên nhất là vô minh duyên hành. Đấy, copy cho. Hay quá. Vô minh duyên hành. Đó là cái số 1. Avijja Paccaya Sankhara, vô minh duyên hành. Rồi xuống dòng mình lấy cái chữ Avijja xuống. Avijja là vô minh. Avijja hai chấm vô minh. Bắt cái chữ Avijja chứ, vô minh. Rồi, tương dần chữ vô hai chấm là không, vô là không. Minh, minh là sáng, vô là không, mà minh là sáng. Rồi, ráp hai chữ vô minh, hai chấm có nghĩa là không sáng suốt, không hiểu biết, không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra sự thật của vạn hữu.
Viết kẹp không quý vị? Rồi, tức là ý đó, cái định nghĩa của vô minh này cho chúng ta biết là vô minh có nghĩa là một cái trạng thái, hay mình nói là kiểu thông thường là một cái đầu, một bộ não không có sáng suốt, không có sự hiểu biết, ngu si, không sáng suốt, không hiểu biết, và nhất là không có nhận chân ra được sự thật của vạn hữu và sự thật của thế gian, sự thật của các pháp vô vi không có nhận ra được. Thì như vậy được gọi là vô minh. Ví dụ như cuộc đời nó là vô thường thì mình lại cho nó là thường, cuộc đời nó là khổ mình cho nó là lạc, cuộc đời nó là vô ngã mình cho nó là ngã. Như vậy là mình đang bị trong cái trạng thái gọi là vô minh, và không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Còn định nghĩa thì mình thấy một cách rõ ràng ha, rồi mình hiểu được cách chính xác cái chữ vô minh như thế nào. Mặc dù với một người mà có học hành cao cỡ nào nữa, tiến sĩ, bác sĩ, khoa học này đủ thứ chuyện, nhưng mà không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu thì vẫn còn gọi là vô minh như thường. Mặc dù với những cái môn học này ở kia họ rất là sáng suốt, rất là giỏi, những nhà toán học, những nhà bác sĩ, những kỹ sư, nhạc sĩ, họa sĩ, rồi sĩ đủ thứ, nhưng mà vẫn bị dính mắc vào trong cái sự lầm lạc của tri kiến, là vẫn cho là có một cái ta trường cũ, hoặc là có linh hồn trường cũ bất biến, hoặc là có một cái cuộc sống của mình đó là lạc và hạnh phúc này, thì là vẫn còn rơi vào trong cái tình trạng gọi là vô minh. Rồi, chúng ta copy cái câu này cho cái gì. Thấy cái gì? Alo, có thể coi được không? Được hả? Ok, chào hữu. Okay. Ghi lại câu đó nha, copy lại câu đó ha. Anh ta quý ra hít tê, xăm xa rê sách tê, cháu hòa bề tí. Cái gì làm nguyên nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn trôi trong vòng luân hồi vô tận? Cái đó là vô minh. Câu này tuyệt vời ha, một cái câu ngắn gọn. Tức là nói là một cái gì nó là nguyên nhân mà nó thúc đẩy, nó làm tác động để cho chúng sanh mãi mãi triền miên trong vòng luân hồi sanh tử vô tận. Thì cái đó chính là vô minh. Dễ hiểu, dễ gọn gàng. Và chúng ta thấy chính xác như vậy ha. Anh ta quý ra hít tê, xăm xa rê sát tê, cha hòa bề tí. Được chưa? Cái bài này mình mới học đi học lại, chiêm nghiệm nhiều đó vậy, mình sẽ thấy được nhiều cái rất là tuyệt vời, ẩn tàng sâu trong rất là hay. Và cho tới khi nào mà quý vị mà tỏ ngộ được bài này rồi, coi như là nắm trong tay là tu đầu bờn cho lên rồi đó. cô Kim Dung cô hay nói là bài này đơn giản, dễ hiểu mà khó đắc được. Dễ hiểu mà khó hiểu. Rồi chưa quý vị ơi, rồi chưa tiếp tục nha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Thế gian vô thường, khổ, vô ngã, mà cho là thường, lạc, ngã. Ủa không phải vậy, nhớ ghi vậy mà. Thế gian vô thường, khổ, vô ngã, mà cho là thường, lạc, ngã. Bằng vô minh, thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, mà cho thường, lạc, ngã. Bằng vô minh. Thêm một xíu, tức là thế gian là vô thường, thế gian là khổ, thế gian là vô ngã, mà mình lại cho thế gian là thường, là lạc, là ngã, là có một cái tự ngã, một cái linh hồn gì đó.
Thì khi mình còn cái tri kiến như vậy ta thì là mình còn của mình. Rồi, xuống dòng, nhập đạo dòng. Không tuệ tri tứ diệu đế. Không tuệ tri tứ diệu đế. Khổ tập diệt đạo đó, đó là không tuệ tri tứ diệu đế. Bằng vô minh. À, tức là mình cũng hiểu biết được tứ diệu đế, tức là bốn cái sự thật mà coi như là tuyệt vời ha, một bốn cái sự thật mà nếu mà mình không hiểu được bốn cái này, không nắm được, không liễu tri được bốn cái này thì mình vẫn còn trong vô minh như thường. Tức là khổ đế là sự thật nói về sự khổ, tập đế là nguyên nhân của sự khổ, và diệt đế là cái con đường, là cái chấm dứt cái sự khổ, và đạo đế là con đường đưa đến sự chấm dứt cái sự khổ. Thì vậy bốn cái này mình chưa thấy được, mình chưa liễu ngộ được thì mình vẫn còn là vô minh. Thì như vậy không tuệ tri tứ diệu đế bằng vô minh. Rồi xuống dòng, không hiểu biết thập nhị 12 duyên khởi. Không hiểu biết 12 duyên khởi bằng vô minh. Hiểu biết hay rồi, tức là mình không hiểu biết được cái lý duyên khởi này, tức là mình không nắm được cái phát sanh duyên khởi từ do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc vân vân. Mình không có hiểu này, mình không có biết cái này, mình không có tỏ ngộ được cái pháp duyên khởi này, thì lúc đó chúng ta vẫn còn nằm trong vô minh như thường. Như vậy là không hiểu biết 12 duyên khởi. Rồi, đó là một cái số vấn đề mà cho chúng ta biết là như thế nào là chúng ta là thế gian mà vô thường, khổ, vô ngã, mình cho là thường, lạc, ngã thì đó là vô minh. Yeah. Ok, rồi. À, thế gian không tuệ tri được, mình không tuệ tri được tứ diệu đế thì là vô minh. Mình không hiểu biết 12 nhân duyên tức là vô minh. Rồi, giờ cái copy gửi lại, mình post lại đi, post lại cho cô Quỳnh Nhật Quỳnh của chứ. Vậy như vậy qua một số vấn đề này chúng ta có thể mà suy xét lại chính tự ngã mình ha. Mình có thể suy xét lại chính mình. Mình thấy được là mình vẫn còn vô minh đầy giấy. Mình chưa có hiểu biết gì, chưa có thấy được gì. Thế gian nó vô thường, là những cái trạng thái thay đổi, sanh diệt liên tục từ cái thô cho tới cái tế. Mà mình thì không thấy, mình mà cho nó là thường, mình cho là đời sống nó mà còn tốt đẹp mãi, không có gì thay đổi, còn tốt, vẫn là trường tồn, còn bị dính mắc là đó, mình chấp dính vào cái thường, đó là mình bị giòn là của mình. Thế gian đó là khổ triền nguyên, mà mình vẫn cho nó là lạc, nó khổ khổ, chứ trong cái khổ nó có cái lạc, nó có cái sự an lạc, hạnh phúc, đó là chính vì cái chỗ hiểu sai đó. Chúng ta bị dính mắc vào trong thế gian. Thế gian là khổ, mình cho nó có lạc lắm. Rồi thế gian là vô ngã. Nó không có cái gì gọi là có một cái tự ngã nào ở trong cái thân ngũ quẩn này thôi. Mà mình cho là có. Mình cho là mình là có một cái tôi, một cái ngã, một cái linh hồn bên trong cái thân của mình. Nói mình có một cái linh hồn trường cũ bất biến không? Ai cũng có một cái linh hồn riêng, hoặc khi mà mình chết thì cái hồn nó xuất ra, cái hồn nó đi, là mình không có chết, mà cái chết cái xác thôi, cái hồn nó đi mà xuất ra, đi tìm một cái cảnh giới khác sống. Như vậy là mình vẫn có một cái linh hồn đó. Hoặc là mình cho rằng mắt là ta, mắt là của ta, con mắt này là của mình, tai này là của mình, mũi này của mình, lưỡi thân này là của mình. Mình gì cũng cho là của mình đó, thế thì mình kẹt vô cái đó, thành ra cho mình chưa có ra khỏi được hai cái chữ vô minh. Rồi không hiểu biết duyên khởi là vô minh, sao không nào? Rồi một số từ mô tả vô minh hai chấm. Một số từ mô tả vô minh.
trí, thiếu tuệ, thiếu hiểu biết, thiếu trí, thiếu tuệ, thiếu hiểu biết, thiếu lãnh hội, không thông minh, mờ mịt, thiếu trí, thiếu tuệ, thiếu hiểu biết, thiếu lãnh hội, không thông minh, mờ mịt. Tức là ta dùng nhiều cái từ ngữ để mà diễn đạt lên cái từ vô minh này, để cho nó càng được hiểu theo nhiều cái góc cạnh khác nhau, để chúng ta có được những khái niệm tương đối là rộng rãi hơn chút. Đó là một số cái từ, nhiều từ lắm, ta cho tìm lấy số từ mình nói gì đó. Rồi, đối nghịch hai chấm là minh, vicha, đối nghịch hai chấm là minh, vicha. Đối nghịch hai chấm là minh, vicha, là sáng suốt, tuệ tri tứ diệu đế, thấu rõ lý dương khởi, chấm chấm, đối nghịch minh, quýt cha, sáng suốt, tuệ tri tứ diệu đế, thấu rõ lý dương khởi, chấm chấm chấm. Rồi, như vậy đối nghịch với lại cái vô minh là minh. Tức là khi nào chúng ta có minh, khi nào chúng ta có một cái sự sáng suốt, một cái sự chói sáng, một cái trí tuệ là rực rỡ, mà thấy rõ được cái chân lý, thấy rõ được cái lý tứ diệu đế, và thấu rõ được cái lý duyên khởi, tức là vạn pháp đều do duyên sanh. Mình hiểu rõ, thấu rõ được cách sáng suốt, thì lúc đó chúng ta có được cái gọi là minh. Đó là đối nghịch với lại cái vô minh. Được chưa? Chép xong chưa? Alo. Rồi, rồi ha, cô Dương Quỳnh chết xong chưa, cô Mê Ta chết xong chưa? Rồi, ok. Rồi, bây giờ căn gốc của vô minh, hai chấm, căn gốc của vô minh. Căn gốc của vô minh là gì quý vị? Căn gốc của vô minh là gì? Cô Nhật Quỳnh, cô Meta. Căn gốc của vô minh. Yeah. Si, xà hữu, xà hữu. Căn gốc của vô minh là si. Tức là tâm sở si. À, mình ghi là căn gốc vô minh là tâm sở si. Tâm xả si thôi, lấy một cái tâm xả si thôi, tâm xả si. Rồi giờ nó hỏi ngược lại là căn gốc của mình là gì quý vị? Căn gốc của mình là gì? Trí tuệ, đúng rồi, xa thú. Nhưng mà giờ nếu nói đúng là tâm xả gì? Tâm xã gì? Bánh nhìn trí giác, đúng không? Tâm xã bánh nhìn trí giác là tuệ quyền xa thấu xa. Rồi, như vậy là mình đã hiểu rồi ha. Bây giờ căn gốc của cái vô minh tức là tâm xã si. Rồi mà đối nghịch đó là mình biết ha. Đối nghịch nghĩa là căn gốc thuộc về tâm xã tuệ quyền, tức là minh. Mình viết thêm nó chút xíu ha. Rồi bây giờ đang học si thôi, mình đừng có ghi vô ha. Rồi xuống dòng, xuất nguyên từ căn, tức là mô há đó, mô há là si đó, mô há là si, xuất nguyên từ căn,
mớp mớp chữ MUH để bạn biết đọc sao đi tắt cái này vô há là si đó vô há si xuất nguyên từ càng càng mút mút rồi càng mút mê mờ lầm lạc MC ý để thư ký đúng rồi. Con há si đúng rồi, xuất nguyên từ căn mút mê mờ lầm lạc. Rồi, xin dòng mô há chính là cội nguồn, là căn gốc, luôn có mặt trong các tâm bất thiện. Mô há chính là cội nguồn, là căn gốc, luôn có mặt trong các tâm bất thiện. Rồi, tức là đây là mô há, tức là si, tức là nó cội nguồn, nó là căn gốc. À, nó luôn luôn hiện hữu, luôn luôn có mặt trong tất cả tâm bất thiện. À, như vậy tâm bất thiện gồm có bao nhiêu tâm bất thiện quý vị? Ôn bài, tâm bất thiện có bao nhiêu? Ôn bài 12 tâm bất thiện là mấy? 2 tham, 2 sân, 8 si hay sao? 2 tham, 2 sân, 8 si. Tham tham, 2 sân, 8 si. Ok, sao học viện không bị dính bẫy. 8 tham, 2 sân, 2 si. Rồi, để bây giờ chỉ điểm cho người lên đọc 12 tâm bất thiện nha. Rồi, bây giờ mời ai đây? Rồi, mời cô Diệp Quỳnh đi. Cô Diệp Quỳnh lên đọc 12 tâm bất thiện coi. Mời cô Diệp Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Đức Tùy Đức cùng Chí Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô thương ở Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Thầy ơi, sao thầy ở ác như Như Quỳnh quá. Như Quỳnh đi từ hồi sáng tới giờ mới vừa về tới đập đập vô mở máy. Chưa kịp sắp đồ ra luôn đó thầy. Thở còn không muốn nổi mà thầy kêu lên trả bài. Thôi kệ, trả đi để loại cái ngu ra cho thầy chỉ. Và đạo tràng chỉ để nhớ lâu hơn. Và 12 tâm bất thiện. Và 12 tâm bất thiện gồm có 8 tâm tham. Và có đọc họ gì không thầy? Hay là chỉ đọc Phật Tà thôi? Hoặc là hỗ trợ hoặc vô trợ và thầy đọc hết nè. Dạ, tâm thứ nhất, tâm tham tạ hỷ hợp trà vô trợ. Tâm tham thứ hai, thọ hỷ hợp trà hữu trợ. Tâm tham thứ ba, thọ hỷ ly trà vô trợ. Tâm tham thứ tư, thọ hỷ ly trà hữu trợ. Tâm tham thứ năm, thọ xả hợp trà vô trợ. Tâm tham thứ sáu,
gom lại là 12 tâm bất thiện. Dạ con đã gom ngược theo ý thầy, dạ con không biết như vậy có đúng không thưa thầy? Dạ con kính tri ân thầy ạ. Dạ con xin xuống mic. Ôi, xa lắm, xa lắm. Đọc ngược cái quýu thôi. Đọc ngược là cái gì quýu thôi. Tập vậy cũng động não mới nhớ. Rồi, mời một người lên. Mời cô Mít Ta lên nói về 12 tâm bất thiện này. Có bao nhiêu thọ xả, bao nhiêu thọ hỷ. Rồi, xin mời cô phân tích về thọ. Đầy đủ ha, thọ hỷ vui đó, có bao nhiêu. Xin mời cô Mít Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, thưa thầy, trong 12 tâm tham này đó, 12 tâm bất thiện thì gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì con thấy là trong đó có 4 tâm tham thọ hỷ, 4 tâm tham thọ xả và 2 tâm si cũng thọ xả. Và nói về 4 tâm tham thọ hỷ thì có tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Và về bốn cái tâm tham mà thọ xả thì tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Và về cái thọ xả thì có thêm 2 tâm si, đó là tâm si hợp thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ con nói vậy có đúng không thầy? Dạ thầy biểu kể thọ xả, thọ hỷ và thọ xả thôi, thành thử ra con không có nói 2 tâm sân, thọ u hợp phấn vô trợ và tâm sân thọ u hợp phấn hữu trợ. Dạ, con xin hết nè. Dạ, không biết có đúng ý thầy hay không. Rồi, xa thấu rồi ta, chính xác ha, đâu có quên bài, cũng còn thuộc bài ngon lành lắm ha. Giờ hỏi một câu chót nữa nha, hỏi một câu chót là học tiếp nha. Giờ cô Hồng Mai, cô Hồng Mai post băng lên, hỏi cô Hồng Mai, trong 12 tâm bất thiện này, có bao nhiêu nhân đồng sanh? Có bao nhiêu nhân đồng sanh? Cô Hồng Mai chuẩn bị lên, mời cô Hồng Mai. Dạ con kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào thầy Kinh, kính chào quý đạo hữu. Dạ
có sáu nhân tương ưng không thầy? Sở hữu tham là sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân và sở hữu tuệ vườn. Dạ hết rồi thưa thầy. Vậy là nói tùm lum vậy là bà. Rồi mời Nguyễn Như lên. Mời Nguyễn Như. Dạ thưa thầy, lâu quá quên hết rồi thầy ơi. Cái tâm tham á, thì nó có hai nhân là nhân si và nhân tham. Cái tâm sân thì có hai nhân là nhân si và nhân sân. Còn cái tâm si thì có một nhân là nhân si. Dạ hy vọng là không cho, không bị chứng dịch thầy. Dạ con xin xuống nè. Chà thứ. Cô Mai nãy giờ có ngồi có mơ mộng vậy này, con không biết đang hỏi gì. Rồi nãy giờ học tới đâu rồi ha? Nãy giờ học tới đâu rồi? Ngô ha là gì ta? Ngô ha chính là cội nguồn phải không? Ngô ha chính là cội nguồn và căn gốc của con mặt trong ba bức thiện rồi ha. Rồi tiếp. Moha chính là một trong ba nhân bất thiện. Moha chính là một trong ba nhân bất thiện. Tham, sân, si. Moha chính là một trong ba nhân bất thiện. Tham, sân, si, tức là nó là một trong ba nhân này. Thì như vậy Moha chính là nhân, là nhân gì quý vị? Tới 12 ta bất thiện. Nhân si đúng rồi, xả thứ chính là nhân si. Rồi, đó là cho mình biết ha, là gì. Cái chữ mô há chính là nó là cội nguồn, nó là căn gốc, nó là một trong ba nhân bất thiện, là nhân si nằm trong những cái tâm bất thiện. Thì trong bộ phân tích người ta có nói về vấn đề cái chữ mà mô há này có nghĩa là sự không hiểu về khổ, không hiểu về khổ tập, sự không hiểu về khổ diệt, sự không hiểu về khổ diệt hành lộ. Đây gọi là vô minh. Tức là trong cái bộ phân tích, ta phân tích cho mình thấy không hiểu về khổ, về khổ tập, về khổ diệt, về con đường đưa đến sự diệt khổ, tức là khổ hành diệt lộ. Thì khi nào mình không còn không hiểu được cái tứ diệu đế này thì gọi là vô minh. Đó là cho chúng ta biết cái bài học về cái vô minh nó là như vậy ha. Rồi xuống dòng tiếp số 2. Sankhara hành, hai chấm. Sankhara hành. Hành rồi. Tức là từ cái duyên, từ vô minh, nó làm duyên cho hành. Là chính vì do vô minh, do không hiểu biết về khổ tập diệt đạo, không hiểu biết về nhân quả, không hiểu biết về lý tương duyên, lý nhân duyên tương sinh, thì từ đó nó duyên ra hành. Thì hành là sankhara, là hành. Cái dòng cái gì tạo thành, tạo sanh, tạo tác? Cái gì tạo thành, tạo sanh, tạo tác? Hay cái nơi, hay cái gì tạo nên những cái được tạo, đó chính là hành. Cái gì tạo thành, tạo sanh, tạo tác, hay cái gì tạo nên những cái được tạo, đó chính là hành. Rồi, tôi làm ta định nghĩa cho mình biết cái hành nó là như thế nào. Là cái mà nó tạo thành, nó tạo nên, nó tạo sanh, nó tạo tác. Nó tạo ra những cái này kia nọ.
nó tạo ra cho những cái mà được nó tạo ra, thì cái đó chính là hành. Đó là ý nghĩa của cái chữ hành là như vậy. Rồi xuống dòng pháp bản thể hai chấm, pháp bản thể hai chấm, tâm sở tư chê tánh na, tâm sở tư chê tánh na. Bản thể tâm sở tư về tánh na, tức là cái pháp bản thể của cái hành này chính là tâm sở tư, tức là tư là tâm sở mà tạo nghiệp, thì hành là chính là tâm sở tư. Thì có câu Phật ngôn, chép câu Phật ngôn này. Rồi. Chê tánh hằng phích khá quê khâm măng quá đà mi. Này chư tỳ kheo, Như Lai tuyên bố rằng tư, tác ý, tư chính là nghiệp. Chê tánh hằng phích khá quê khâm măng quá đà mi. Đức Phật dạy cho mình biết là chính cái tâm sở tư này, chính nó là nghiệp. Nó là tạo tác, nó là tạo thành, nó là tạo ra những cái này kia nọ. Đó là tư. Được chưa quý vị, chết kịp chưa? Alo. Rồi xuống dòng chê tá na hai chấm, chê tá na hai chấm. Dòng gặp là dòng chi phối và quyết định mọi hành, chi phối và quyết định mọi hành. Rồi xuống dòng tiếp, đôn đốc xúi dục các pháp, đôn đốc xúi dục các pháp. Đôn đốc xúi dục các pháp. Rồi xuống dòng, làm cho các pháp cùng sanh nắm bắt cảnh, làm cho các pháp cùng sanh nắm bắt cảnh. Rồi xuống dòng, hoàn tất nhiệm vụ phải sắp đặt các pháp đồng sanh làm theo, hoàn tất nhiệm vụ phải sắp đặt các pháp đồng sanh làm theo. Rồi, đó là một số ý nghĩa để mà định nghĩa về cái chữ chê tánh na này ha. Tức là có tìm đủ mọi phương cách, mọi vấn đề để mà định nghĩa cho mình thấy được vấn đề rõ ràng. Và chê tánh na là chi phối và quyết định, nó chi phối quyết định mọi hành, tức là những cái hành động về thân, về khẩu, về ý, những sự tạo tác mà do chê tánh na nó chi phối, nó quyết định, là một cái cách. Và cách thứ hai là nó đôn đốc, nó xúi dục, nó đôn đốc, nó xúi dục các pháp và đồng sanh chung với nó là làm những cái việc đó. Chẳng hạn như giờ nó làm suối mình sắc xanh, suối mình trộm gấp, suối này kia nọ, thì nó đôn đốc suối dục làm như vậy. Rồi làm cho các pháp cùng sanh nắm bắt cảnh, tức là làm cho các pháp đồng sanh với nó. Chẳng hạn như những cái tâm sở đồng sanh chung với nó, cùng nắm bắt cái cảnh đó, nắm bắt cái đối tượng mà nó muốn làm, nó muốn tạo tác, thì nó làm cho các pháp cùng sanh nắm bắt cảnh. Và nó hoàn tất nhiệm vụ sắp đặt, nó thành hoàn, nó làm cho hoàn tất cái nhiệm vụ, nó sắp đặt cho các pháp đồng sanh với nó đó.
là những cái pháp đồng sanh tâm sở, đồng sanh chung đó, làm theo cái sự chỉ đạo của đó, sự quyết định của nó. Thì như vậy cái Chetana chính là cái tâm sở tư, nó làm tạo những cái nghiệp về thân, về khẩu, về ý, cũng chính vì do Chetana này làm. Cái gì nắm được mà? Alo, nắm được không? Ok ha, rồi xả lắm. Rồi xuống dòng hành có ba hai chấm, hành có ba, tức là nó có ba loại đó, hành có ba. Dòng A lớn, phi phúc hành, phi phúc hành, A bức phi sông khá ra, phi phúc hành. Rồi, phi phúc hành tức là những cái pháp xấu, những cái pháp mà không có đem lợi phúc, phi là không có phúc lợi, hành những cái điều không có phúc, không có tốt. Thì như vậy phi phúc hành là đồng nghĩa với là những pháp bất thiện. Thì như vậy phi phúc hành, hành tức là chính là tâm sở tư, mà nói phi phúc hành tức là tâm sở tư nó sẽ phối hợp với những tâm bất thiện để nó tạo xui khiến làm những hành động. Thì như vậy phi phúc hành mình ghi rằng tâm sở tư phối hợp cùng các tâm sở tương ưng, tâm sở tư phối hợp cùng các tâm sở tương ưng, tâm sở tư phối hợp cùng các tâm sở tương ưng, đồng sanh khởi một trong 12 tâm bất thiện, một trong 12 tâm bất thiện xui khiến hai chấm, một trong 12 tâm bất thiện xui khiến hai chấm. Rồi, tức là phi phúc hành, đây ta cho mình biết nó chính là tâm sở tư, nó phối hợp cùng với những cái tâm sở đồng sanh chung đó, tương ưng đồng sanh nhau, khởi lên một trong 12 tâm bất thiện để xui khiến hai chấm. Copy này cho quý vị luôn, lẹ ha. Rồi, gặp thấy nào, tắt xuống, sự kiến thân hai chấm, sắc xanh ba là tí ba ta, và trộm cắp, Adina Dana, tà hạnh trong các dụng, cái dục, dục lạc, kame, sumit, cha, cha, ra, là nó xui khiến sát sanh, xui khiến trộm cắp, xui khiến tà hạnh trong các dục về thuộc về thân, và tâm sở tư phối hợp với một trong những cái tâm bất thiện để xui khiến về thuộc về thân, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong dục lạc. Tắt xuống để cho Nguyễn tắt xuống. Đó, tách xuống từ văn lại, từ khẩu,
khẩu là nói dối, Usa qua đá nói ly gián, Bisuna qua cha nói độc ác, Parusa qua cha nói phù phiếm, Samphapalava khẩu tâm thì tham, tham lam, Avijja sân hận, Vipada và kiến Vijja đi thiết. Rồi như vậy do cái phi phúc hành là do tâm sở tư nó phối hợp, nó đi chung với những cái tâm sở khác, nó phối hợp với một trong 12 tâm bất thiện để nó xui khiến cho mình làm những cái việc này. Là nếu mà xui khiến về thân thì nó xui khiến cho mình phải sát sanh, mình phải giết con này giết con kia, giết bất kỳ vì lý do gì ha, hãy mình giết, mình có khởi một ý mình có sự sát sanh thì như vậy là mình rơi vào trong cái tâm sở tư nó đồng sanh trong 12 tâm bất thiện. Một trong 12 tâm bất thiện nó xui khiến mình phải sát sanh. Thì như vậy dù cho chúng ta nhân danh công lý gì đi nữa thì mình đã sát sanh thì là mình đã tạo cái nghiệp thuộc về phi phúc hành, tức là ác nghiệp. Thì được gọi là tâm sở tư, nó sở tư là nghiệp, nó phối hợp với một trong 12 tâm bất thiện nó xui khiến mình phải sát sanh. Mình tạo cái này thuộc về thân thì chúng ta rơi vào phi phúc hành. Trộm cắp cũng vậy, tà hành cũng vậy. Rồi về khẩu cũng vậy, khi mà mình khởi một cái tâm sở tư khởi lên với những cái tâm bất thiện để nó suối mình nói dối, nó suối nói dối. Rồi khi mình nói dối rồi nó khởi lên nói dối thì là mình đã rơi vào trong phi phúc hành, rơi vào ác khẩu, thuộc về nói dối, hoặc là nói ly gián, tức là nói chia rẽ người này người khác, hoặc là nói độc ác, nói để hạ nhục người khác, nói để mà làm cho người khác bị tổn thương, hoặc là nói những cái điều mà độc ác. Là cũng bị rơi vào trong những cái nghiệp, nghiệp bất thiện, nghiệp ác, hoặc là mình nói phù phiếm, nói chuyện phù phiếm này kia cũng rơi vào trong cái nghiệp thuộc về phi phúc hành. Rồi về thân, về khẩu là mình thấy rõ ràng ha, về tâm, khi mà tâm mình khởi lên cái sự tham lam, sự tham đắm trong dục lạc, sự muốn là thỏa mãn trong cái thú vui dục lạc thì cái tâm tham nó khởi lên thì lúc đó chúng ta rơi vào trong trạng thái thuộc về phi phúc hành. Hoặc là sân hận, cái sự sân giận tức tối, thù hận, ganh ghét, ganh tị đều rơi vào trong sân hận. Và tà kiến tức là khởi lên những cái tri kiến mà sai lệch, những cái tri kiến mà đưa đến cái sự mà tai hại, về chấp thường, chấp đoạn, những cái tri kiến là mê tín dị đoan vân vân thì mà rơi vào trong cái tà kiến. Thì như vậy phi phúc hành có nghĩa là nó phát xuất từ do vô minh, ngu si vô minh mà đưa đến cái phi phúc hành. Và cái phi phúc hành nó chính là tâm sở tư nó phối hợp với một trong 12 tâm bất thiện để nó xui khiến thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói phù phiếm, và tâm thì khởi lên tham lam, sân hận và tà kiến ác. Vì vậy đó là thuộc về phi phúc hành, làm duyên từ vô minh. Rồi quý vị nắm được không ạ? Alo. Rõ ràng ha, ý nghĩa rõ ràng ha. Đó là vô minh duyên cho phi phúc hành, vô minh duyên cho phi phúc hành. Ok. Rồi giờ tới B, phúc hành. Rồi đây ha. B, phúc hành thì ghi trước đi. B, phúc hành. Dunya Visamkara phúc hành. Dunya Visamkara phúc hành. Chưa chết kịp chưa, tại vì pháp nó khỏe mà giảng kinh là cái gì vậy gì vậy, tính chút cái ngưng lại cho quý vị chép nó khỏe. Một lần giảng kinh là nói lát quên thở luôn, nó lát đính thở, nói xong xỉu.
Rồi, giờ đến phúc hành ha. Punya Pisamkara. Dòng tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh. Một trong tám thiện dục giới. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh. Một trong tám tâm thiện dục giới. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh. Một trong tám tâm thiện dục giới. Phải. Tám thiện giới phải. Năm thiện sắc giới. Năm thiện sắc giới. Và sẽ tạo ra các tâm quả thiện dục giới, phải tâm quả thiện sắc giới và sắc nghiệp thiện, và sẽ tạo ra các tâm quả thiện dục giới, tâm quả thiện sắc giới và các nghiệp thiện. Rồi, tức là phúc hành. Phúc hành này nó gồm nhiều thứ. Tức là phúc hành là nói về tâm sở tư, tức là cũng tâm sở tư cùng với những cái tâm sở đồng sanh chung với nó, tương ưng đồng sanh, sanh trong một trong tám tâm thiện dục giới. Nhớ là một trong tám tâm thiện dục giới phải, hoặc là với năm thiện sắc giới. Năm thiện sắc giới, và do cái duyên này, do từ cái tâm sở tư phối hợp với tám thiện dục giới và tám và năm thiện sắc giới, thì từ cái này nó sẽ cho ra những cái tâm quả về sau, là những cái tâm quả thiện dục giới và tâm quả thiện sắc giới cùng với những cái sắc sắc thuộc về nghiệp thiện, nó sẽ đi theo. Thì như vậy là phúc hành là gồm có tâm sở tư trong tám thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới. Đó là ý nghĩa nó như vậy ha. Tám thiện dục giới và năm thiện sắc giới tạo, nó sẽ tạo ra, sẽ cho ra kết quả về các tâm quả thiện dục giới và tâm quả thiện sắc giới và các sắc nghiệp thiện. Đúng rồi, sắc nghiệp ra ghi nghiệp thiện không cả bác nha. Rồi, đó là B, là phúc hành. Rất kịp chưa? Xuống dòng C là bất động hành. C là bất động hành. Anneccha Pisamkhara, bất động hành. Anneccha Pisamkhara, đồng hành. Đồng hành. Rồi, sử dụng tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh một trong bốn tâm thiện vô sắc giới. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh một trong bốn tâm thiện vô sắc giới và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới.
thuộc về bất đồng hành. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong bốn tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới. Nghe ha, tâm sở tư cùng với các tâm sở tương ưng. Tâm sở tư cùng với các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong bốn tâm thiện vô sắc giới. Một trong bốn tâm thiện vô sắc giới. Và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới. Thì như vậy, vô sắc giới thuộc về bất động hành, tức là tâm sở tư nó cùng với những cái tâm sở nó sanh chung đó, nó sẽ phối hợp với một trong bốn tâm thiện vô sắc giới. Bởi vì không có sắc thì nó được gọi là vô sắc giới, được xếp vào nhóm vật bất động hành. Còn sắc giới với lại thiện dục giới thì được xếp vô là phúc hành. Rồi bất động hành là vô sắc giới, là bốn tâm thiện vô sắc giới. Và do duyên từ bốn tâm thiện vô sắc giới này, nó sẽ tạo tác cho ra các tâm quả vô sắc giới. Được chưa? Rồi bây giờ phúc hành cho chúng ta biết là tám thiện dục giới, năm sắc giới, tạo ra các tâm quả thuộc dục giới, tâm quả thiện sắc giới ha. Rồi bây giờ mời một ai đó lên chia dùm cái tâm thiện dục giới, coi tám thiện dục giới, tám thiện dục giới, ai đâu giơ tay tình nguyện coi, để coi chỉ ha, giờ chỉ điểm đi. Ha, rồi nãy giờ Hà cho lên, mời Hà lên chia tám tâm thiện dục giới. Nam mô Phật Thầy, dạ, nam mô Tham Ma, dạ, nam mô Sang Khai, dạ. Dạ. Con kính lãnh lại ngài Trí Đức, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ. Tám tâm thiện dục giới. Dạ, tâm thiện thứ nhất là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ con hết. Sao đó đọc mà gì lính quýnh dữ trời, từ từ đọc có chánh niệm tỉnh giác đàng hoàng, đọc có lính quýnh ha. Rồi giờ mời một vị lên đọc ha. Tám thiện em đọc luôn nguyên nhóm tâm dục giới, tâm dục giới tinh hảo. Mời nguyên đọc nguyên nhóm tâm dục giới tinh hảo, đọc chia gom. Rồi mời nguyên nhi. Dạ, tâm thiện dục giới tịnh hảo thì gồm có tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Gồm có tám tâm quả là tâm quả thọ xả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Gồm lại gọi là tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Tâm duy tác thì gồm có tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ,
tâm duy tác thọ hỷ, ly trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả, hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả, hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả, ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả, ly trí hữu trợ, gồm lại gọi là tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Thì tám tâm thiện dục giới tịnh hảo cộng với tám tâm quả dục giới tịnh hảo cộng với tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo thì gồm lại gọi là 24 tâm dục giới tịnh hảo. Dạ con xin xuống ạ. Xà thứ, xà thứ ha. Rồi, xà thứ. Rồi, bây giờ mời tới à, đây ta. Rồi, mời cô Mít Ta. Cô Mít Ta dân bông đẹp quá. Mời cô Mít Ta lên chia về tâm sắc giới. Chia hết tâm sắc giới. Chia gom luôn. Mời cô Mít Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, thầy kêu con nói về 15 tâm sắc giới phải không thầy? Dạ. Dạ. Tâm sắc giới thì có 15 tâm. Đó là năm tâm thiện, sơ thiện, năm tâm thiện, thọ hỷ sơ thiện. Tâm thứ nhất, dạ con lại con nói lòng cộng quá. 15 tâm sắc giới gồm có năm tâm thiện, năm tâm quả và năm tâm duy tác. Về năm tâm thiện thì gồm có tâm thiện sơ thiện, thọ hỷ, tâm thiện nhị thiền thọ hỷ, tâm tam thiện, tâm thiện tam thiền thọ hỷ, tâm thiện tứ thiền thọ hỷ và tâm ngũ thiền thọ xả. Về năm tâm quả thì gồm có tâm quả sơ thiền thọ hỷ, tâm quả nhị thiền thọ hỷ, tâm quả tam thiền thọ hỷ, tâm quả tứ thiền thọ hỷ và tâm quả ngũ thiền thọ xả. Về năm tâm duy tác thì gồm có tâm duy tác sơ thiền thọ hỷ, tâm duy tác sơ thiền nhị thiền thọ hỷ, tâm duy tác tam thiền thọ hỷ, tâm duy tác tứ thiền thọ hỷ và tâm duy tác ngũ thiền thọ xả. Dạ, gom lại năm tâm thiện, năm tâm quả và năm tâm duy tác gom lại là 15 tâm sắc giới. Dạ con phân tích xong. Rồi, xa thứ, rồi cảm ơn người Meta. Về cái tứ thiền á, mình đọc thọ hỷ cũng được, thọ lạc cũng được, không sao. Còn giờ mình chia pháp, rồi chia mà chia chi thiền á, thì mình chia kỹ rồi ha. Đúng rồi, khỏi cần nói thọ cũng được đấy. Tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền, tâm thiện ngũ thiền. Nói vậy cũng được ha, rồi kia tầm tứ thủy hoạt định lúc đó là mình chia pháp. Rồi, bây giờ mời cô nào đây, ai tình nguyện giơ tay đi, mình nói về cái nhóm sắc giới, bộ sắc giới, ai tình nguyện giơ tay là bộ sắc giới. Rồi, mời Nguyễn Nhi. Dạ thầy,
tâm vô sắc giới thì gồm có tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, gồm lại gọi là bốn tâm thiện vô sắc giới. Tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, gồm lại gọi là bốn tâm quả vô sắc giới. Tâm duy tác không vô biên xứ, tâm duy tác thức vô biên xứ, tâm duy tác vô sở hữu xứ, tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ, gồm lại gọi là bốn tâm duy tác vô sắc giới. Bốn tâm thiện vô sắc giới cộng với bốn tâm quả vô sắc giới cộng với bốn tâm duy tác vô sắc giới gồm lại gọi là 12 tâm vô sắc giới. Dạ con xin xuống ạ. Đây, xà phẩu, xà phẩu. Rồi bây giờ tâm vô sắc giới, tâm sắc giới gồm lại là tâm gì? Tâm vô sắc giới, tâm sắc giới gồm lại là tâm gì? Tâm đáo đại, xà phẩu, chính xác ha, đáo đại là nhóm này nguyên góp là tâm đáo đại. Rồi giờ tâm đáo đại gồm với lại tâm dục giới là tâm gì? Tâm hiệp thế, rồi xà phẩu thuộc bài xà phẩu nào rồi. À, giờ sẵn nói tâm hiệp thế, còn nhóm tâm trong cái tâm vô nhân, ai lên chia hết dùm cái này. Mời cô Kim Nhung lên chia 18 tâm vô nhân, chia rồi gom luôn cho người ta học luôn, sẵn dịp ôn luôn. Rồi, mời cô Kim Nhung. Dạ, con thưa thầy, tâm vô nhân gồm 18 tâm, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thần tấn thọ xả quả bất thiện vô nhân, gom lại là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thẩm tấn thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thẩm tấn thọ hỷ quả thiện vô nhân, gom lại là 8 tâm quả thiện vô nhân. Tâm khai ngũ môn thọ xả, tâm khai ý môn thọ xả, tâm sinh tiếu thọ hỷ, gom lại là 3 tâm tố vô nhân, 3 tâm tố vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, gom lại là 18 tâm vô nhân. Dạ thưa sư, thưa thầy, con đã làm xong. Dạ con kính tri ân thầy, dạ kính cảm ơn đạo tràng. Xà thú, xà thú. Giờ một người chót là xong bài học luôn nha. Giờ một người nữa lên chia pháp giùm tôi cái coi. Ai lên chia pháp, mời Châu Nguyễn lên chia pháp coi. Chia toàn bộ bản liêu chi pháp giùm coi, ôn bài. Mời cho ôn bài nữa. Rồi, mời Châu Nguyễn. Dạ thưa thầy, là chia bản đều quá hả thầy? Dạ, dạ con xin được chia pháp ạ. Dạ tất cả là pháp, pháp chia có hai, pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai là chân đế vô vi, còn lại là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia có hai là sắc pháp, còn lại là danh pháp. Danh pháp chia có hai là sở hữu tâm, còn lại là tâm. Tâm chia có hai là tâm siêu thế, còn lại là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai là tâm đáo đại và
tâm dục còn lại là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai là tâm dục giới tịnh hảo, còn lại là tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai là tâm vô nhân, còn lại là tâm bất thiện. Tâm bất thiện có ba, gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ, có phải như vậy không thầy ơi? Như vậy là xong phải không ạ? Dạ, con xin phép được xuống mít, con kính dâng mít lại cho thầy ạ. Xà thú, xà thú, cho bông quý vị, xà thú, tưởng quên bài hết rồi chứ. tưởng trả bài lại cho thầy hết rồi, quên. Xà thú, bây giờ còn có mấy phút nữa ha. Còn mấy phút nữa thôi, mời một vị nó lên chia giùm tôi phần tâm sở ra coi. Quý vị nào xung phong chia tâm sở ra. Hồng Mai đâu, giơ tay chia tâm sở. Hồng Mai giơ tay coi. Em lưu rồi. Rồi, mời Hồng Mai nha, xuống mic đi. Dạ, tâm sở biến thành hả thưa thầy? Tâm sở gồm có 52 tâm. Tâm sở hữu biến hành gồm có 7 xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, gồm có sở hữu biệt cảnh gồm có 6 tâm, tầm, tứ, thắng, bảy, trần, thủy, dục. Sở hữu si phần thì gồm có 4, là si, vô tàm, vô úy, dục cử. Sở hữu tham phần gồm có 3, tham, tà kiến, ngã mạn. Sở hữu sân phần gồm có 4, là sân, tật, lận, hối. Sở hữu hôn phần thì gồm có 2, là hôn trầm, thủy niên. Sở hữu nghi phần là có sở hữu hoài nghi. Sở hữu tịnh hảo biến hành thì gồm có 19, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, có tịnh tâm, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, tâm, thuận thân, thuận tâm, chánh thân, chánh tâm. Nghiệp thì sở hữu nghiệp là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nhân. Sở hữu vô lượng phần là bi, tùy hỷ, và sở hữu tuệ là trí tuệ ạ. Con nhớ bao nhiêu đó thưa thầy? Rồi. Sao thứ là còn lẩm cẩm ha, rồi mời một mời con Như đi, con Như cho lên chia cho rõ ràng á, đâu đó đàng hoàng, thứ tự rồi cái nào đó đó đàng hoàng ha, chia hết xong rồi mới gom cái nữa, rồi xong là xong, là xong buổi học ha, làm cho thiệt là ngon các bạn. Dạ thưa thầy, sở hữu tâm được chia làm 3, sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện, sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tự tha được chia làm 2, sở hữu biến hành, sở hữu biệt cảnh. Sở hữu biệt cảnh được chia làm 7, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Sở hữu biệt cảnh được chia làm 6, tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Sở hữu bất thiện được chia làm 5, sở hữu bất thiện biến hành, sở hữu tham phần, sở hữu sân phần, sở hữu hôn phần, sở hữu hoài nghi. Sở hữu bất thiện biến hành được chia làm 4, si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Sở hữu tham phần được chia làm 3, tham, tà kiến, ngã mạn.
sở hữu sân phần được chia làm 4, sân tật lận hối. Sở hữu hôn phần được chia làm 2, hôn trầm, thụy miên. Sở hữu hoài nghi có 1. Sở hữu tịnh hảo được chia làm 4, sở hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu giới phần, sở hữu vô lượng phần, sở hữu trí tuệ. Sở hữu tịnh hảo biến hành được chia làm 19, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả. Tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thùng thân, thùng tâm, chánh thân, chánh tâm. Sở hữu giới phần được chia làm 3, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Sở hữu vô lượng phần được chia làm 2, bi, tùy hỷ. Sở hữu trí tuệ có 1. Dạ, con xin tiếp qua cái phần gọi là cái phần gồm pháp. Dạ, con xin lỗi, uống miếng nước thầy, khát nước quá thầy. Con bắt đầu chia. Dạ, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng, quyền, tắc, ý, gồm lại gọi là 7 sở hữu biến hành. Tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục, gồm lại gọi là 6 sở hữu biệt cảnh. 6 sở hữu biệt cảnh cộng với 7 sở hữu biến hành cộng với 6 sở hữu biệt cảnh thì gồm lại gọi là 13 sở hữu tự tha. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật, gồm lại gọi là 4 sở hữu bất thiện biến hành. Tham, tài kiến, ngã mạn, gồm lại gọi là 3 sở hữu tham phần. Sân, tật, lận, hối, gồm lại gọi là 4 sở hữu sân. Hôn trầm, thụy miên, gồm lại gọi là 2 sở hữu hôn phần. Sở hữu hoài nghi có 1. 4 sở hữu bất thiện biến hành, cộng với 3 sở hữu tham phần, cộng với 4 sở hữu sân phần, cộng với 2 sở hữu hôn phần, cộng với 1 sở hữu hoài nghi, gồm lại gọi là 14 sở hữu bất thiện. Tư niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm gồm lại gọi là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng gồm lại gọi là 3 sở hữu giới phần bi tùy hỷ gồm lại gọi là 2 sở hữu vô lượng phần sở hữu trí tuệ có 1 19 sở hữu tịnh hảo cộng với 3 sở hữu giới phần, cộng với 2 sở hữu hôn phần, cộng với 2 sở hữu vô lượng phần, cộng với 1 sở hữu trí tuệ, gồm lại gọi là 25 sở hữu tịnh hảo. 13 sở hữu tự tha, cộng với 14 sở hữu bất thiện, cộng với 25 sở hữu tịnh hảo, gồm lại gọi là 52 sở hữu tâm. Dạ. À, con đã chia và gom xong phần tâm sở và con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Xà thấu, xà thấu, alo, xà thấu ha. Mà muốn cái sở hữu trí tuệ đó, đừng đọc trí tuệ nữa, mình dịch đúng chữ Bali đi ha. Mình nhìn trí giá, tức là sở hữu là tâm sở tuệ quyền, vậy đúng cái chữ Bali đó. Tâm sở tuệ quyền. Rồi, vậy là cũng còn thuộc bài dữ ha. Còn tốt thuộc bài rồi, sở hữu. Rồi, vậy hôm nay mình học tới vụ minh duyên cho hành và duyên cho phi phúc hành và bất động hành. Rồi, từ sau là tới ghi chú ha, từ sau tới phần ghi chú. Rồi, cái gì nhắc tới ghi chú ha. Rồi, giờ phước báo hôm nay cho khoa học được, hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Và sớm cái trí tuệ thành tựu chân trí đồng điện nhà cả thế. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tham Ma nhé. Nam mô Sắc. Rồi xin nhường mic lại cho MC. Dạ, sa thú ranh thai. Dục Bình xin thay mặt đại chúng thống đơn thành kính. Tri ân thầy kinh đang giảng giải bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng được nghe, hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và Nhật Quỳnh cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con không biết Đại Đức có trước máy không ạ? À?
Đại đức có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, đại đức tự đức có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là sư không có trước máy rồi. Dạ, Nhục Bình xin thay mặt đạo tràng kính mời thầy kinh trở lại đạo tràng chúc phúc cho đạo tràng. Sau đó Nhục Bình sám hối và xin hồi hướng ạ. Kính thỉnh thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá, Nam Mô Tam Mà giá, Nam Mô Sư Kệ. Ủa, nãy thấy gì đây? Hoàng Thâm, hôm nay mới hiểu, mới hiểu. Rồi, để thay mặt cho Tăng xin đọc cái bài kinh đó. Bảo tu sắp bà măng gà lăng rắc chân tu sắp bà đê vô ta sắp bà bút bà lu phá vê na sà đa sò tê phá văn tu tê. Bảo tu sắp bà măng gà lăng rắc chân tu sắp bà đê vô ta sắp bà thăm ma lu phá vê na sà đa sò tê phá văn tu tê. Bảo tu sắp bà măng gà lăng rắc chân tu sắp bà đê vô ta sắp bà sẵn ca lu phá vê na sà đa sò tê phá văn tu tê. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tam Mà ạ, Nam mô. À, xin mời MC. Dạ, sa thú kính cảm ơn thầy kinh. Dạ, Nhật Bình kính mời đạo tràng cùng Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na văn đề hăng ba đà phẳng sâm và ruột tam ăn bước thay vô. Khả lý tạo đâu sơ bột thâu khả mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thăm anh cho đức quý thân và răng thầm mê dô khá li tô đô sô thầm mô khám mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đưa vi thót tam ăn sang khê dơ khà li tổ đô sơ sang khơ khám mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ đề quá ta sa anh ti vi ha ra qua si ni thù bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa na na pa quan tu bu chi ta sa thinh ka ro te ha vi ha ra man da le thai ra cha ma cha na wa ka cha pi kha bo sa ra mi ka da na ba te u ba sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sa ba na pu ta su ki ta pa quan tu te cha ra bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a ta vô và ba thi ca nêu ya ni căng tham ma qua rắn ma te cha te sa bê bi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa thăng tâm mô thăm ma tha ra cha phước thế la sang go ho tu sa ma go qua a tha cha cha he ta a tha ya cha he ta ya cha am he ra kha tu sa tham mo sa be bi tham ma cha ri no buat thin sam ba bu nai ya ma tham ma di ya ma we di te ngưỡng cầu các đấng chư thiên nga trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân rồi xin hầu chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân.
những người trong khắp thôn lăng kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không lường, nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên thành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quà lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con, tăng hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bụt Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ dân hoạt phước mà chúng con học di diệu pháp ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hậu trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Cư Tâm Mát được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Rome Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà thầy kinh, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Rome Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể khinh nang, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni ba na sát bát ca vô hồ túc. Y đăng quân nhân ni ba na sát bát ca vô hồ túc. Y đăng quân nhân ni ba na sát bát ca vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rừng chứng minh cho chúng con được học ghi diệu pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, đến với thầy kinh, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, trợ duyên thầy kinh luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Tư Phụ Gotama. Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn quý bà, quý cô, lưu nữ, quý anh chị em đã hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thầy kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tâm đức quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào cung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome với nhiều điều sơ thất, thành tâm sám hối tâm bảo, thành tâm sám hối với chư tâm đức quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc thầy kinh, kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin phép được khép cửa Rome trong vài giây tới. Hôm nay con xin phép không có để bài cải kinh. Kính mong quý ngài và quý vị trong đạo tràng hãy hoan hỷ cho con. Nam mô Bụt Tha giá. Và con xin phép được xin hết ạ.